Hiện tại tôi đang có mặt tại đoạn đường Nguyễn Duy thì như quý vị có thấy, ngay đằng sau tôi đây là hàng loạt cành cây bị người dân đốt cháy sau cơn bão Yagi. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Hà Nội, trong những ngày gần đây, hàng cây phong tại khu Ngoại Giao Đoàn, quận Bắc Từ Liêm đang rơi vào tình trạng báo động khi bị cháy xém nghiêm trọng. Nguyên nhân chính của hiện tượng này xuất phát từ việc đốt rác bừa bãi của một số người dân, gây ra hậu quả nặng nề trong môi trường xung quanh. Bọn tôi hay đỗ xe trước đây thì cũng qua cơn bão Yagi vừa rồi thấy là thiệt hại thì cũng nặng nề, nhưng mà sau cũng được bên gọi là một bộ phận là đi dọn, nhưng mà thấy sau nước là nhìn nó cảm thấy nó bẩn hơn trước. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hàng cây phong trên phố Nguyễn Duy Thì gần Đại sứ quán Hàn Quốc đã bị thiệt hại nặng nề. Những cây phong tươi tốt từng là điểm đến yêu thích của giới trẻ, giờ đây đã trở nên xơ xác, làm mất đi vẻ đẹp của khu đô thị. Mọi người đốt đi để dọn dẹp mà cái cảnh quan của nó ô nhiễm môi trường ấy, nó có ô nhiễm môi trường ấy, nhưng mà thôi phải dọn đi cho nó sạch sẽ hơn. Tình trạng này thì tôi quản lý trong ngày thì dân là có tình trạng là dân buổi sáng thì tập thể dục sáng đốt trộm, với lại đốt xong rồi lấy cái tro để về trồng cây. Với cái tình trạng như trên thì chúng tôi là sau cái cơn bão chúng tôi thu gom về, tôi dùng máy hút và san gạt là vo thành từng đống một để tránh cái hiện tượng cháy lớn gây cho nó ảnh hưởng mà không ai nó bùng cháy. Sau cơn bão Yagi, việc thu gom cành cây gãy để đốt đã dẫn đến ngọn lửa lan rộng, thiêu rụi nhiều cành cây phong khác. Hành động này không chỉ tàn phá cảnh quan mà còn phản ánh sự thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Cần có những biện pháp quyết liệt để bảo vệ những hàng cây quý giá này.